Bây giờ là nhà của Bằng đang ở trên đường 395 mọi người. Còn cách đi shop cả 1 tiếng nữa thôi mọi người. Còn mọi người hiện nay đặc sản không? Hoa cúc ngày Tết luôn rồi đấy không? Con đường hoa cúc luôn, vàng kè luôn, vàng hai bên đường luôn rồi. Đi từ nãy ở dưới lên là coi như nó vàng hai bên đường luôn. Thế này nè, trời ơi, dữ dằn không? Nhìn như hoa cúc vậy. Oh, quá trời luôn. Nhìn xa xa giống hoa cúc thì cái bộ hoa cúc nhỏ nhỏ ha. Đây nè, trời ơi, hai bên đường luôn, đã không? Quá trời quá đất. Vô xuống nước nóng. Cái gì đây? Phố này của Los Angeles hả? Private property, no overnight camping pool. Sao của Los Angeles trời? Không hiểu nha, chả cái đường thế kia vậy. Ồ, cái đường này mấy xe mà gặp mắt khó đi rồi nha. Chắc có người đang tắm trong không? Có, người ta bỏ RV đó, mấy chiếc xe đó. Đây là cái suối nước nóng nè mọi người. Đây, nó chảy từ trên kia xuống rồi. Chảy dài xuống đây nè. Đó. Bây giờ nhà tụi em sẽ lấy phao bỏ xuống, lấy dù ngâm xuống, thay đồ cho mấy đứa nhỏ và xuống đây tắm. Để coi nước nó nóng nóng cỡ nào nha. Thử coi. Wow, nước nóng ấm, chắc cỡ khoảng chừng bằng nghĩ chắc cỡ 40-50 độ C á. Nước ấm ấm. Đã quá. Mọi người hết đã không? Quá trời đẹp luôn. Khung cảnh quá hữu tình. Xe bằng đậu đây nè. Đây vị trí xe đậu nè. Đường 395 nằm ngoài kia mọi người. Đó, bây giờ đang bơm cái phao, mọi người thấy cái phao không? Đó, bây giờ bơm cái phao xong, bỏ xuống dưới, cột lại cho hai đứa nhỏ ngồi chơi. Cắm cái dù nữa cho nó mát. Quá tuyệt vời luôn. Tuyệt vời không Ngân? Tuyệt vời không? Yeah. Tuyệt vời không Ngân? Yeah. Hai phai. Vui không? Vui không? I'm so excited. I'm so excited. I'm so excited. Yo. Yeah. Rồi. Chuẩn bị nha. Yeah. Ready. Ready. Ủa, nước này nổi ta. Nước này bỏ chân đẩy nổi lên á. Cái nước này khác nước mình hả? Nước mình nằm chìm, nước này nổi lên nha. Thì em để chân em bị đẩy. Ui dạ. Ơ trời. Nó nổi dữ lắm mọi người. Nổi. Hello hai đứa. Vui không? Vui không? Ok, một đứa xuống. Nước quá mát mẻ. Đi coi. Đi đó. Ân đi được không? Đi được không? Thử đi coi. Ân đi được không Dân? Tự chơi đi. Đó hay trời. Chạy đồi xuống ấy chưa? Biết ngay mà chạy đồi xuống. Ở lại cục đá kia. Đó. Ok không? Ân ân đâu vậy? Ân, quay xuống đây. Ủa con nhện spider. Hả? Con ghê, con nhện ghê vậy? Nhện bự gì vậy? Con nhện bự gì? Cẩn thận nha. Coi chừng nó cắn cái thành người nhện á. Nó cắn cái thành Spider-Man đó nha Ân. Lên trên này chơi, đi lên trên này, lên trên này chỗ bậc của ba ngồi với ba kìa. Rồi hai đứa lên trên đó ngồi với ba đi. Ý da, này trơn lắm nha, ngồi cẩn thận nha. Thân ngồi cho cẩn thận nha. Sao không ngồi, mẹ ngồi mà sao con đây. Hello Ân Ân, con vui không? Đừng có đây, đừng có quẩy nước con. Con đang đi làm gì vậy? Chạy lên ngồi không mẹ ngồi nha. Con đang đi hot spring. Hot spring là suối nước nóng. Để đây có nước ở đây nè, chơi nước ở đây nè. Con nghe nước có ấm không? Không sao, không sao, không sao, để ba lụm cho. Ba giao quay qua chứ con bay qua. Ừ. Ừ, phía bên đây còn rộng nữa nè em. À đúng rồi. Cái này nó khác với cái chỗ mà hồi đó mình đi ha. Đúng không? Hồi 3 năm trước nhà Bằng cũng đã đi một cái hot spring nhưng mà ở trên gần Twin Lake mọi người. Ở trên đó thì không có bùng. Không có bùng. Ở đây thì bùng nhiều. Ủa, cái dép của xe đâu rồi? Nó trôi đi rồi hả? Sao để ba tìm cho? Em cầm cái phao nè. Nó su mẹ nó kêu. Cầm cái phao để em đi tìm cho. Nó nổi lên mà. Không thấy. Vậy là nó mắc dưới đất này rồi. Là nó chưa nổi lên. Ở đây nè, nó đây nè. À, nó, không, miếng nó lúng cái chân lên luôn mà. Cái đi nó lúng cái chân lên luôn á. Ừ. Đi nó lúng cái chân lên luôn. Mang vô cho nó. Phải mang vô nha, sợ nó có những chai á. Một chỗ này nha. Ừ. Bye bye, tôi đó, so we try
chỗ búa ba. Tôi với chỗ búa ba chết. Không cho chơi vô đây nằm nè. Chơi không chịu. Chơi vô đây nằm nè chơi. Thôi chơi chơi nước ở đây nè. Em muốn chơi đó hả? Uống nước này nha. Chơi, không uống nước này nha. Mới uống thử đó. Không uống nước này chơi. Chơi uống nước này rồi ta đâu có sợ chơi uống đâu. Đúng rồi, chơi không được uống nước này nha chơi. Người ta để cấm uống nước này, nước này rất là độc. Uống vô là bị ngộ độc. Đá nè. Bị sao vậy? Ba kiếm cho nó cục đá ngồi. Đó có cục đá nè. Ở đây cục đá mà. Mẹ ơi, cục đá nè. Ngồi đi, ngồi xuống. Ngồi đi. Anh giỏi vậy. Đó, ngồi với mami đi. Trời ngâm vậy đẹp da luôn. À, trời ơi, đã quá trời luôn. Cho yeah, lần thứ hai ở Mỹ mà được đi ngâm xuống nước nóng. Lần trước là 3 năm rồi ha. 3 năm trước phải không? Lúc đó là mới có con bé Ray xong mọi người. Bây giờ ngâm lần thứ hai là có con bé Jay. Không biết là sau lần này về là có thêm con bé Cháy nào nữa không nữa thôi. Mỗi lần ngâm cái là có mỗi lần có con đứa, ngâm cái con đứa. Gì vậy? Gì la gì vậy? Cái view nè mọi người. Cái này chắc còn nguyên cái gia đình tắm còn được chứ được cứ bốn người ha. Nhưng mà chỗ này mà nó có một lớp mà nhưng mà nếu mà nó có sỏi giống như kia thì mấy đứa nhỏ đi đâu chứ. Ba quay cho chú vô cho gì? Con làm gì vậy? Cho mình đôi dịch. Con dịch hả? Làm dịch kìa, làm dịch kìa. Cái màu xanh vô. Với màu xanh nè, với màu xanh này của ba. Với màu hồng xanh. Với màu hành của ai, với màu hồng của ai? Giúp phụ hộ cho bé ơn. Bé ơn nha. Bé ơn chào cô chú chưa? Chào cô chú. Tôi tên gì? Con tên gì? Tôi tên là bé ơn. Bé ơn. Con học ở đâu? Học ở trường tên gì ba? Trường Trì Miêu. Trường Trì Miêu. Con học lớp gì? Lớp con ông. Lớp con ông trường Trì Miêu. Con biết nói tiếng Việt không? Dạ. Con hát bài tiếng Việt đi. Hát bài tiếng Việt tặng cô chú đi. Con gì con lăng quăng đỏ hả? Lăng quăng đỏ đó thế. Lăng lăng quăng đỏ. Nói bạn đừng ở lại phá mình nha. Bạn đừng ở ngoài phá mình nha. Mình đi ngâm nước nha. Để mình ngâm nước nha bạn. Đừng có phá mình nhiều nha. Giỏi. Trường ơn quá, ơn ngoan quá ta. Ăn giỏi quá ta. Hello. Quay quay cho lại đi. Rồi rồi, giờ thả chơi ra xa nha. Rồi thả ra. Dắt chơi đi chơi đi. Dắt chơi đi chơi đi. Wish wish wish. Ba chơi nào. Kéo vô kìa, chạy kìa, kéo vô, kéo về, kéo chạy về, kéo chạy về. Đi đâu đó. Không sao, không sao, chị dẫn con đi chơi mà, không sao đâu. Chị thả chị ra. Kéo về. Thả ra. Thả qua cho chơi bơi. Kéo chay đi chơi ra ngoài. Kéo chay đi ra ngoài chơi đi. Đó chị kéo chay đi chơi, chị kéo chay đi chơi đó. Không sao. Chị đưa chay đi chơi mà, chị lo gì? Thả chay ra cho chay đi chơi. Đó, chay được đi chơi đó. Không có chạy, không nhảy nữa. Chị hai bữa nay kìa. Kéo lên. Chị hai thả em ra đi chị. Rồi, chị hai kéo em về đi chị hai ơi. Kéo em về. Em không có cọc. Rồi, chị hai thả em ra chơi, kéo em về nè. Thả em ra. Chị hai ơi. Kéo em về hả? Kéo em về. Ê, không có cọc. Gì vậy chị hai chơi với con phải sao con la? Sao cọc vậy? Chị nhớ chơi nhiều lắm hả? Chị ơi. Chơi kéo chạy về chơi ơi, kéo chạy về chơi. Để em đặng cho chơi đi xa, chơi có kêu không? Để nó chi kia con. Để chơi đi xa đi, để chơi đi xa xa xíu.
Đi nữa đi, thả dây đi xa. Thả dây kéo dây về. Chạy đã, chạy đã, cho nó chạy lại, chạy đã, cho nó chạy lại. Thả dây ra xa, thả dây đi, thả dây đi. Rồi, đó. Xoay, xoay vòng đi. Rồi, 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 rồi. Đi chơi đi, chơi chơi đi nè, chơi chơi vậy nè. Ba ơi, cho cái chị. Dắt chạy đi ra xa đi. Đó, chị đang dắt chị đi. Chị hai làm gì chơi vậy? Cháu chơi vậy, cháu chơi vậy. Cháu bước chân. Chị hai kéo chơi về. Ba kỳ. Ba kỳ, ba kỳ. Ba kỳ, ba kỳ. Ba kỳ, cứu hả? Kêu ba cứu hả? Bye bye. Ba cứu hay ba kỳ? Mẹ ơi, cứu. Cứu hả? Cứu nha, ba cứu nha. Rồi, 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 cho bà cứu đi, bà cứu chơi đi, tội nghiệp chơi quá. Để dắt chơi đi chơi vòng đó đi. Chị hai chơi chơi mà, nha các bạn chơi đâu. Hai đưa chơi đi vòng vòng chơi đó. Bà cứu hả? Thôi bà cứu. Đây bà cứu. Ở đây bà cứu. Chị hai, chị hai đưa đây cho bà. Để bà cứu chơi. Chơi thương vậy quá. Trời ơi, chị sợ không? Chị có sợ không? Không có sợ. Chị mà kéo vô, kéo vô, kéo vô. Chú chạy, chú chạy nhiều. Một, hai, ba, hả dây nè, hả dây nè. Rồi kéo lại, kéo lại. Một, hai, ba. Kéo về lại, kéo về lại, kéo về lại. Kéo về lại, kéo về lại. Ăn, kéo lại ăn. Má đỡ ăn, đỡ ăn má. Kéo về lại ăn, kéo về lại đi ăn. Có đuôi mẹ nè. Kéo lại. Dây lắm dây. Dây lắm dây luôn. Dây lắm dây luôn. Đâm đi chó chị, đâm đi chó. Đâm đi nhỏ. Giờ giờ hai hai đứa lên mà thấy đi mà kéo lại chịu không? Hai đứa lên mà kéo đi. Ôi trời không. Rồi bà kéo về. Ơ biểu kéo này bà xa nó chơi kìa. Con thấy chuồng chuồng hả? Con thấy chuồng chuồng hả? Con thấy chuồng chuồng hả? Em có thấy chuồng chuồng hả trai? Rồi, ba lôi về tiếp nè. Ôi cái áo mẹ cái người dễ. Rồi. Ba chú chú. Chú chuông hả? Chú. Chú cua chúng ta và chơi luôn. Hết rồi. Rồi, cũng chuồng chuồng đẹp đó, bốn cánh luôn. Chuồng chuồng bốn cánh.